Tập 14. À, đi đâu vậy? Nếu gì có người chạy ra, tôi đi bắt hắn về. Không được, nhỡ mai có bẫy thì sao? Tôi đi, giữ vững ở đây. Các huynh đệ, mau ép quả lực quân địch trở về đi. Hạ huynh đệ của ta đã hứa với người nhà sẽ sống sót trở về. Đi. Không được chạy. Đi theo tôi. Đi. Đừng bắn nữa. Đừng bắn nữa. Tại sao? Người bị bắt là Kiều Trăng, hả? Ngừng bắn, ngừng bắn. Ngừng bắn đi. Có bị thương không? Không sao. Chúng ta là gặp nhau rồi. Bình an. Bình an không sao chứ? Để em xem thử. Có bị thương không? Anh không bị thương là tốt rồi. Dư đại ca, bây giờ tôi thành người tàn phế rồi. Nếu như là năm đó, báo người ở phía đối diện ngay đây, thả vợ tôi ra. Có thể thả người. Các anh lùi sau 10 dặm. 10 dặm là bao nhiêu? Gần bằng khoảng cách về sơn trại. Không được, quá xa rồi. Không được thì không nói chuyện. Hà Bình An, thả Kiều Trang ra. Không được. Nếu anh không rút lui thì bây giờ tôi đánh cô ấy. Hà Bình An, anh dám? Không phải anh muốn thi với tôi sao? Bây giờ tôi cược với anh một dám. Cược gì? 10 phút. Trong vòng 10 phút tôi sẽ đánh bại đám thổ phỉ này. Không thể nào. Nếu tôi làm được thì sao? Tôi sẽ cược cái đầu này cho anh. Tôi không cần đầu của anh. Tôi muốn anh từ đây về sau nghe theo lệnh của tôi, phục tùng tuyệt đối. Tôi biết. Có thể đứng ở đây đều là đội quân bách chiến tinh nhuệ. Mọi người đều không phục tôi. Bây giờ tôi không chỉ cược với mình anh ta. Tôi muốn tất cả mọi người được cược với tôi. Chỉ cần trong vòng 10 phút tôi đánh lui được chúng. Mọi người phải nghe lời của tôi. Ít nhất là ở trên đức lĩnh. Phải chấp hành hết mọi mệnh lệnh của tôi. Sao nào? Hổ buôn mà không dám cược sao? Ai nói không dám? Hổ buôn chúng tôi cược với cậu. Cược đi. Cược. Cược. Được. Mọi người rút về trước đi. Đi thôi, mau lên. Đừng sợ, tôi sẽ không hại cô. Hà huynh đệ, anh... Người phía đối diện nghe đây, xem tôi có dám không. Hà Bình An, tôi nói cho cậu biết, trước đây tôi sợ cậu, bây giờ tôi không sợ cậu nữa. Nếu cậu dám động vào vợ của tôi đảm bảo cậu sẽ... Kiều Trăng. Vợ à. Hà Bình An, tên khốn cậu. Đưa tôi. Hà Bình An. Hà Bình An, tôi giết chết tên khốn nhà cậu. Mau nằm xuống. Hà Bình An, cậu là hạng người gì vậy? Cậu giết phụ nữ sao? Để cho rõ, họ sẽ giành hết đạn thôi. Một khi được tiếng súng thì đánh lui chúng luôn. Lập tức đánh trả. Cái tên khốn nhà cậu.
Tôi thực sự khâm phục cậu. Đánh, đánh. Rút, mau rút. Rút. Ta phải giết mày. Ta phải giết mày. Hà Bình An, Hà Bình An, mày trả lại kiều trăng cho tao. Hà Bình An, tôi nguyện rủa anh. Anh sẽ chết. Anh sẽ chết. Đứng im. Lấy hết đồ đáng tiền ra đây. Giết tôi đi. Anh dám giết tôi sao? Trưởng quan, trưởng quan. Tôi thấy anh đáng chết. Phải, trưởng quan. Trưởng quan à, tôi đáng chết. Thời kỳ giao chiến, cướp bóc giữa đường, đây là làm giàu trong nạn nước nhà. Bây giờ tôi có thể giết chết anh. Trưởng quan tha mạng. Tôi quỳ lạy anh. Trưởng quan, anh không biết thôi, vợ tôi bị người có tiền cướp đi mất rồi. Lương thực trong nhà cũng bị họ cướp đi. Tôi không còn chút gì. Phải như vậy, trưởng quan à? Vợ bị người ta cướp đi à? Cả một người phụ nữ như vậy còn không giữ nổi thì anh sống có ích gì? Tôi tiễn anh một đoạn nhé. Trưởng quan tha mạng. Trưởng quan, có phải anh cũng có kẻ thù không? Tôi có thể lên núi đao vào biển lửa vì anh. Tôi có thể giết người thay anh. Thật sao? Thật. Nào, cầm lấy. Cầm lấy nào. Anh giết tôi đi. Người phụ nữ của tôi cũng bị người khác cướp đi. Tôi sống không có ý nghĩa gì. Nổ súng đi. Nổ súng. Trưởng quan à, trưởng quan. Anh cũng có kẻ thù. Anh nói hắn là ai đi, tôi giết hắn giúp anh. Anh giết hắn giúp tôi, đúng. Anh đi giết hắn giúp tôi, đúng vậy trưởng quan. Tôi muốn giết ai, anh sẽ giết người đó, đúng đúng đúng. Anh muốn giết ai thì tôi giết người đó. Chỉ cần anh có thể giữ lại cái mạng chó này của tôi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là con chó bên cạnh của anh. Anh muốn tôi cắn ai thì tôi cắn người đó. Chuyện anh không làm được, tôi sẽ làm giúp anh. Được, được. Được. Bình An lão đệ. Được lắm. Cậu thua cược với người ta rồi. Thế nào đây? Hà trưởng quan, tôi thua cược rồi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ nghe theo cậu. Tôi khâm phục các anh. Hổ Bum là đội quân tác chiến xuất sắc nhất tôi từng gặp. Bằng nhìn năng lực tác chiến, tôi chỉ có thể làm học trò của mọi người. Cậu ta bắt đầu khiêm tốn rồi. Khiêm tốn là đức tính tốt của người chiến thắng. Đối với cậu ta, chúng ta đều thua rồi. Không nói đến chuyện thắng thua, vì chúng ta không phải đánh trận. Kẻ thù chung của chúng ta là người Nhật, là Hán Giang. Trận chiến lúc nãy đánh rất hay, tôi tự thấy không bằng. Vì một số nguyên nhân đặc biệt, tôi trở thành trưởng quan của mọi người. Nếu đã trở thành trưởng quan rồi, thì tôi phải chịu trách nhiệm với sống chết của mọi người. Mọi người cũng phải nghe theo lệnh của tôi. Lần này tới Đức Lĩnh, chúng ta đều hiểu rõ trong lòng, đây là nhiệm vụ cử tử nhất sinh. Mỗi người đều đã chuẩn bị xong tâm lý phải chết. Tôi hứa với Thẩm tiểu thư phải sống trở về. Xuất phát từ nguyên do cá nhân, tôi xin lỗi mọi người. Hà lão đệ, như mọi người cũng hãy hứa với tôi, chỉ cần có thể sống,
thì nhất định phải dốc hết sức sống sót. Tôi không dẫn mọi người tìm cái chết. Mọi người đều rất tuyệt vời. Dù có chết cũng phải chết có giá trị. Phải chết quanh quanh liệt liệt. Phải chết lưu danh muôn đời. Nói rất hay. Dù có chết cũng phải lưu danh muôn đời. Lời của Dư sư trưởng, buộc phải tới Đức Lĩnh đúng giờ. Bây giờ chúng ta đàm lỡ quá nhiều thời gian rồi. Chúng ta buộc phải chia quân làm hai đường. Tất cả dược tư cứ đi theo con đường cũ. Người còn lại đi từ con đường nhỏ. Hiểu rồi. Mọi người chỉnh đúng đội quân, cho tôi chút thời gian xử lý việc riêng. Hà lão đệ, tôi không hỏi chuyện của cậu. Tôi tin cậu. Bây giờ tôi đi Đức Lệnh. Chị dâu và đứa nhỏ chỉ có thể theo anh. Ngoài việc dẫn họ rời khỏi đây thì không còn cách nào khác. Anh trách tôi cũng vô ích. Đi đi. Anh yên tâm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của anh. Giữ vững Đức Lệnh thay họ. Tôi hỏi cậu, sao lúc này đánh cậu không tránh đi? Dư đại ca, anh có thể nói với tôi Đình An trông như thế nào không? Trước giờ tôi chưa từng tới Đình An. Đã vô số lần tôi nhắm mắt lại tưởng tượng Đình An trông như thế nào. Anh có thể nói với tôi không? Rất gian khổ, nhưng ai cũng đều ôm theo hy vọng. Vì cơ sở vật chất thì rất nghèo khó, nhưng luôn tràn đầy tinh thần. Chị nhỏ cũng là con của tôi. Anh đưa nó đi ngắm nhìn Đình An, tôi cũng có thể thấy rồi. Không thể về đường nước nữa. Dù nhiệm vụ của anh là gì thì cũng phải đưa họ tới nơi an toàn. Đây là trách nhiệm của anh. Được, tôi hứa với cậu. Đi đường bình an. Bình an. Bây giờ có chỗ nào bình an được chứ? Cậu đặt tên hay lắm. Đúng rồi, gần Đức Lệnh có đội quân du kích. Đó là người của chúng ta. Đội trưởng tên Hách Minh. Đích thân tôi dạy cậu ta bắn súng. Cậu có thể nói rõ thân phận với cậu ta. Nếu cậu ta không tin cậu, cậu cứ nói với cậu ta eo cậu ta có vết thương súng bắn. Tôi cũng chỉ có thể giúp cậu được như vậy. Dư đại ca, nói lời tạm biệt với Liễu Phân đi. Khỉ nhỏ, ra chỗ kia với chú được không? Đâu, chú cầm giúp cháu. Đi. Có phải cả con cá này cũng thiếu dưỡng khí không? Bình thường cháu cho nó ăn gì vậy? Tôm tép trong sông hay gì đó. Khỉ nhỏ, cha cháu tốt hay mẹ cháu tốt? Mẹ cháu tốt, cha không tốt. Tại sao? Mẹ luôn ở bên cạnh cháu, cha thì mãi không về nhà thăm cháu. Hơn nữa vừa về đến là thơm cháu, lấy râu đâm cháu, còn chọc cháu cười. Cháu sẽ túm lấy tóc ông ấy rồi đánh ông ấy. Nếu sau này cha cháu không còn nữa, cháu có nhớ cha cháu không? Cháu không nhớ cha sao? Cha nói rồi, lúc nào cũng sẽ bảo vệ cháu và mẹ cháu, sẽ không có chuyện không gặp nữa. Chú à, có phải chú đang đùa cháu không? Đúng, khỉ nhỏ thông minh thật. Chú trêu cháu đấy. Chuyện nên nói đã nói xong rồi. Đã tới lúc. Nói thật lòng. Bao nhiêu năm nay em vẫn luôn mơ tới ngày hôm nay. Ở nơi như vậy, cũng vừa đánh trận xong, có rất nhiều người bị thương, còn có người chết. Phía trước là trận địa, mọi người đều nhìn vào anh. Nếu anh đi làm đại tướng quân, đi làm anh hùng, em tiễn anh đi từng bước một. Em vừa đi vừa khóc.
Em còn muốn nhìn anh lần cuối cùng, nhưng nhìn thế nào cũng không rõ. Anh tiễn em. Tiền, đồ ăn và vũ khí anh chuẩn bị hết cho em rồi. Dư đại ca và con đang đợi em. Anh tiễn em. Không cần đâu, em tự đi được. Bảo trọng. Mẹ tới rồi. Khỉ nhỏ, chúng ta đi. Đi. Cha thì sao? Hà lão đệ, cô gái này xử lý thế nào? Áp lên, bấm cò súng, ngắm chuẩn thì có thể nổ súng. Cô nương, đừng để tay ở đây. Thấy bọn giặc mới được nổ súng. Cất giữ cho cẩn thận. Cô cũng đi đi. Tôi không biết phải đi đâu. Về quê tìm sư phụ của cô. Đi đâu cũng được. Tôi không còn nhà nữa. Sư phụ tôi làm thổ phỉ rồi. Hơn nữa, chắc chắn ông ấy cho rằng tôi đã chết. Tôi có thể đi theo anh không? Hà lão đệ, tôi nghe ra được cô ấy muốn đi theo cậu. Cô đi theo tôi làm gì? Đi theo anh an toàn. Đã không còn nhiều nơi an toàn ở Trung Quốc nữa. Cô đi về phía Tây, về Trùng Khánh hay Vân Nam cũng được. Đừng đi theo tôi. Vì bên cạnh tôi là nơi nguy hiểm nhất. Phải rồi, cậu ấy nói đúng đấy. Cô đi theo cậu ấy càng nguy hiểm. Đi đi. Tôi thấy anh rất giống đại ca tôi. Nếu gặp lại nhau, tôi có thể gọi anh là đại ca không? Đi đi. Lão Hà, thấy chưa? Cô gái này thích cậu rồi. Còn bao xa? Còn khoảng 30 dặm. Thổ phỉ Hải Đông Thăng quả thực là đám người ô hợp, vốn không có năng lực gì ngăn cản đội quân tinh nhuệ Trung Quốc. Theo điện báo, hai tiếng trước quân chi viện của kẻ địch đã đột phá vòng mai phục của họ rồi. Theo tốc độ hành quân của quân đội Trung Quốc thì bây giờ chắc còn cách Đức Lĩnh 30 dặm nữa. Chúng ta vốn không nghĩ đám thổ phỉ kia có thể đánh bại đội quân tinh nhuệ của Dư Bằng Trình. Thứ chúng ta cần chỉ là thời gian. Cậu có biết họ sẽ lên núi bằng đường nào không? Không biết. Fujiwaza, địa hình ở giữa đường Đức là Đức Lĩnh, không phức tạp. Anh không đoán ra được đường hành quân của họ sao? Đây là thất trách của anh đấy. Tướng quân, vốn có thể đoán ra được, nhưng trong kẻ địch có nhân tố không thể đoán được. Tên Hà Bình An đó dường như rất quen thuộc địa hình gần Đức Lĩnh. Trận chiến ở Nguyễn Giang, hắn đã vượt sông bằng mật đạo, chúng ta không biết. Vì vậy lần này tôi không thể nào đoán được hắn có biết có đường nhỏ như vậy có thể bí mật xâm nhập vào Đức Lĩnh hay không. Nhưng mà chúng ta đã bố trí binh lực ở các con đường chính xung quanh. Huống hồ dù có mật đạo trong núi thì họ cũng không thể nào đột phá được. Hachibuku đã vào trong núi rồi. Hachibuku, quỷ đói trong bóng đêm. Hachibuku. Đoàn trưởng, từ bỏ việc giữ vững Đức Lĩnh, chúng ta sẽ mất đầu đấy. Cảnh giữ ở Đức Lĩnh cũng bị mất đầu như vậy thôi, chỉ bằng tìm con đường sống cho các anh em. Nếu cậu muốn chết, tự mình về đi. Cũng không phải cậu chưa thấy sự lợi hại của người Nhật. Bom đạn kia giống như con mắt vậy, chỉ đâu bắn đấy. Quân chi gì của Dư Bằng Trình mãi không tới.
Chúng ta không gọi là lâm trận bỏ trốn, đây gọi là ép phải di chuyển. Cũng không phải các anh em không đánh trận dũng mãnh, do Dư Bằng Trình lập dướng cho chúng ta. Quân chi viện không tới, chúng ta chỉ có thể di chuyển. Vẫn là lão tử thông minh, khám phá địa hình trước. Toàn bộ Đức Lĩnh đều bị quân Nhật bao dây trùng trùng, chỉ có con đường này mới đi được. Đám người Nhật không quen địa hình, nếu như gài người đánh lén ở đây thì không ai thoát được. Các anh em, súc! Đã không ai biết tên thật của Hachibuku nữa rồi. Tôi chỉ nhớ 5 năm trước, một mình hắn ở trong rừng đánh lén giết được cả một đội quân Trung Quốc. Cảnh đêm hôm đó cũng giống như ngày hôm nay. Lúc đó tôi hỏi hắn làm thế nào vậy, Hachibuku cũng không hiểu được. Rõ ràng hắn có thể thấy rõ đối phương, nhưng đối phương lại không thể thấy hắn. Giống như hắn có thể ẩn thân trong bóng tối. Thực ra không ai có thể ẩn thân, chỉ là mắt của hắn có thể nhìn rõ mọi thứ trong vòng 300 mét. Sau khi đánh xong, không còn mấy người nhớ rõ tên hắn nữa. Mọi người đều gọi hắn là Fukuro. Phải tướng quân, có thể đánh hơi được mọi thứ ở trong bóng đêm, súng pháp chuẩn xác đáng sợ, lại còn tinh thông tác chiến trong rừng. Dù Hà Bình An tới từ chỗ nào cũng chắc chắn bị Hachibuku Fukuro phát hiện. Chỉ cần trong bóng đêm, không ai có thể đánh bại hắn. Sau khi trời sáng, chúng ta sẽ phát động tổng tấn công. Trên núi thiếu đạn dược, không có quân chi viện, cũng không có vật tư. Chúng ta không cần tới một tiếng là có thể nắm được Đức Lĩnh rồi. Rõ. Lần này chúng hoàn toàn hết hy vọng rồi. Sắp tới rồi, rất ít người biết con đường đó. Chắc chắn người Nhật sẽ không phát giác ra. Dù phát hiện ra được thì cũng không cách nào bố trí binh lực. Chúng ta có thể đột phá dòng dây qua đó. Sau khi trời sáng, người Nhật sẽ phát động tổng tấn công. Tôi sợ tên ngốc Đặng Phong sẽ không chống đỡ nổi. Đứng yên. Còn sống. Người anh em, đội quân nào? Đừng sợ, chúng tôi là quân chi viện. Anh là đội quân trên Đức Lĩnh sao? Tôi phải. Xuống kiểu gì vậy? Đoàn trưởng dẫn chúng tôi xuống, đó là để chúng tôi giữ vững tính mạng trước. Bà nó đào binh rồi. Sao lại bị thương? Phía trước, con đường nhỏ phía trước có tay đánh lén. Hắn có thể nhìn thấy chúng tôi trong bóng đêm. Rất nhiều anh em đều chết ở đây. Người anh em, Đặng Phong này, lão tử sẽ giết hắn. Ta không giết hắn không được mà. Đừng chửi nữa, chắc chắn người đi xa rồi. Hãy nghĩ cách qua cửa này kiểu gì đã. Qua thế nào? Không phải là tên đánh lén thôi sao? Chắc chắn gần đây còn có thi thể khác. Gọi người tìm ra cho tôi. Lần này sợ gặp phải đối thủ đáng gờm rồi. Mọi người xem, 9 cổ thi thể đều bị một phát súng mất mạng. 10 người thì chỉ có một người sau khi bị thương ngã xuống vực chết. Binh sĩ lúc nãy là vì may mắn mắc trên cành cây. Đúng là đáng gờm thật. Người này không những súng pháp tốt mà còn tinh thông trận địa núi. Mọi người chú ý, tất cả vết bắn đều bắn từ phía trên xuống, chứng tỏ hắn đã ẩn nấp ở trên vách núi rồi. Kẻ địch chiếm lĩnh địa hình có lợi thế, càng đáng sợ hơn. Bây giờ là buổi tối, chúng ta không nhìn thấy hắn, hắn lại có thể nhìn thấy chúng ta. Tại sao lại như vậy được? Lẽ nào người Nhật đó có thể thấy rõ mọi thứ trong bóng đêm sao? Tôi không hiểu việc này lắm, nhưng tôi gặp qua kiểu người này rồi. Dù trời có tối thế nào thì hắn cũng có thể thấy rất rõ. Chỉ dựa vào một mình hắn có thể cản bước chúng ta ở đây sao? Anh nói rất đúng, ưu thế duy nhất của chúng ta chính là hắn chỉ có một mình. Anh có kinh nghiệm phong phú nhất, anh nói phải làm sao? Hạ trưởng quan,
cậu thấy thế nào? Cách đơn giản nhất chính là dùng cách của Đặng Phong. Chúng ta cùng giao xong qua đó. Một mình hắn không thể cùng lúc giết tất cả chúng ta. Sống chết dựa vào vận may, tính một cách lạc quan thì một nửa chúng ta có thể vượt qua. Hà lão đệ, cứ xông thẳng sao? Hà trưởng quan, cách này của cậu không đi được đâu. Phải, chúng ta chết một nửa người, một nửa còn lại cũng đi nộp mạng. Nói thế nào vậy? Đặng Phong đã trốn rồi, Đức Lĩnh giống như một giỏ không, chỉ có trận địa không có binh sĩ. Trời vừa sáng, quân Nhật sẽ phát động tổng tấn công, không thể trụ vững nữa. Nói một câu thật lòng, tất cả chúng ta có qua được thì cũng đi nộp mạng. Đức Lĩnh đã không giữ được nữa rồi, chúng ta có cần phải tới chi viện nữa không? Nếu đã như vậy, Hà lão đệ, cậu đi đi. Tôi đi. Đúng vậy, cậu không phải binh sĩ của Hổ Bôn. Binh sĩ Hổ Bôn chúng tôi chưa buông súng mà rút lui. Đây không phải việc chúng tôi có thể làm ra được. Lời của sư trưởng là muốn chúng tôi tới Đức Lĩnh. Cậu không phải binh sĩ của Hổ Bôn, cậu không cần phải đi tìm cái chết với chúng tôi. Lôi đại hổ, anh biết trưởng quan rời khỏi chiến trường nên phạt thế nào theo quân pháp không? Lão Lôi, rồi cũng sẽ có cách thôi. Tôi vẫn luôn gọi cậu là Hà lão đệ, cậu vẫn gọi tôi là Lôi doanh trưởng. Hôm nay cậu sửa gọi tôi là Lão Lôi rồi, cũng tức là cậu nhận người anh em là tôi phải không? Nhận rồi, chúng ta là anh em. Được, là anh em, cùng nhau chống đỡ. Tôi nghĩ ra một cách. Cách gì? Theo lý mà nói, chủ ý của tôi đưa ra nên để tôi đi mạo hiểm, nhưng mà tuổi tác của tôi không có khả năng thành công. Tôi đi, chỉ cần có cách dùng lựu đạn khói leo lên từ vách núi. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Hà Bình An, cậu là trưởng quan, vậy cậu phụ trách chỉ huy. Để tôi đi. Tôi đi. Leo núi tôi có tự tin. Hà trưởng quan, ba quả lựu đạn khói, anh chỉ có 3 phút. Rõ. Không qua được. Lão quan, chiêu này không được rồi. Chiêu này không xông qua được. Phải. Xem ra phải nghĩ cách mới rồi. Tìm người, dụ hắn ra. Để tôi. Sư trưởng, anh nghỉ ngơi đi. Có việc gì thì gọi tôi. Rõ. Vẫn không có tin tức gì. Lệnh của tôi là trước khi trời sáng họ buộc phải tới Đức Lĩnh, nhưng tới bây giờ vẫn chưa có tin tức. Tình hình không hay rồi. Lần này chúng ta chuẩn bị đầy đủ hơn nhiều so với trận chiến bảo vệ Trường Sa. Nếu chiến thuật Thiên Lư có thể giữ vững Trường Sa thì có thể giữ vững đường Đức. Chỉ sợ điều này thôi. Mọi chuyện không như thường lệ, không thể nào đoán trước được chiến cục. Giống như mây trôi trên trời vậy, thực sự không thể nào đoán trước được tất cả. Nhưng mà kế hoạch tham mưu lần này thật quá rồi. Ngài muốn nói là kế hoạch có vấn đề? Kế hoạch không có vấn đề. Đáng sợ ở chỗ không có vấn đề gì. Thời gian hành quân, cung cấp lương thảo, bố trí binh lực, mọi thứ chuẩn xác. Hình như trận chiến này đã đánh xong trong kế hoạch rồi. Không thể nào đoán trước điều gì khi trên chiến trường. Dù có chiến tướng ưu tú tới đâu cũng không thể biết trước chiến cục sau một tuần. Nhưng phần kế hoạch này đã được xác định trong quân đội Nhật trước nửa tháng rồi, bao gồm cả chúng ta ở trong đó. Tất cả quân đội đều chịu khống chế bởi kế hoạch chi tiết này. Mọi thứ quá tỉ mỉ.
Chỉ cần một chi tiết xảy ra vấn đề thì tất cả đều sẽ loạn hết. Nếu sư trưởng đã nhìn ra được thì hãy phát điện cho quỹ viên trưởng, yêu cầu cho chúng ta khả năng tùy cơ ứng biến. Quỹ viên trưởng bây giờ đã lên máy bay đi Cairo rồi. Đức lĩnh là điểm cao khống chế duy nhất ngoài đường Đức. Chỉ cần mất đi nó thì đường Đức sẽ trở thành một tòa thành đơn độc. Còn thực hiện kế hoạch thiên lư kiểu gì chứ? 8.000 binh lính hổ bôn phải dựa vào Hà Bình An rồi. Tình huống gì vậy? Loạn hết cả lên. Sao bắt lộ cũng lên vậy? Dù tình huống thế nào cũng phải đánh xong bọn giặc rồi nói. Đánh. Quân chi viện tới rồi. Đánh cho tôi. Tiêu, bên đây. Cậu ở đội nào vậy? Đội du kích Bát Lộ Quân. Tôi là đội trưởng Hách Minh. Các anh là đội nào vậy? Lôi Đại Hổ, doanh trưởng doanh 1 sư 57. Tướng quân, tôi cho rằng thất bại lần này không phải vấn đề chỉ huy của Fujiwara, cũng không phải do binh sĩ chúng ta không đủ dũng mãnh. Vậy thì tại sao? Vừa bắt đầu binh lực của kẻ địch rõ ràng không đủ, nhưng đột nhiên lại tăng thêm quả lực, chứng tỏ điều gì? Hoặc là kẻ địch cố ý tỏ ra yếu thế, dẫn dụ quân ta xông lên tấn công? Hoặc là quân chi viện của kẻ địch đã tới? Quân chi viện? Không thể nào. Ta đã bố trí quân lính ở tất cả các ám đạo, dù có mật đạo chúng ta không biết thì cũng có Hachiboku. Nhiệm vụ của Hachiboku là kiên trì tới sáng nay, nhưng cho tới bây giờ hắn như chưa trở về báo cáo. Trong bóng tối không ai đánh bại được Hachiboku. Fujiwara, đừng quên, anh cũng từng bị đánh bại trong rừng sâu. Theo tình báo của chúng tôi thì người dẫn binh lần này chính là Hà Bình An. Hà Bình An, đúng là muốn xem thử tên Hà Bình An này hô gọi kỳ tích thế nào. Tiếp theo phải giao đấu với bọn giặc rồi. Báo cáo doanh trưởng, lão Hứa liên trưởng liên ba đoàn 18 đã tới. Tiểu tử cậu, sao không chạy trốn với Đặng Phong vậy? Báo cáo trưởng quan, tôi nguyện ý báo hiếu Đường Quốc liều mạng giết địch, quyết không đào binh. Đi 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 đi, còn báo hiếu Đường Quốc liều mạng trận địa cái gì? Lúc nãy đánh nhau với bọn giật, sao không thấy cậu đâu? Lúc nãy tôi tuân theo lệnh của Hách trưởng quan, dẫn các anh em tới hầm số 2 làm việc. Cậu nói gì? Hách trưởng quan? Cậu ta là trưởng quan của cậu sao? Không, anh là trưởng quan của tôi.
Lão Lôi, đừng dọa anh ấy nữa. Có thể ở lại không dễ dàng gì. Quan tâm tại sao làm gì? Phải, vẫn là vị này nói đúng. Khốn kiếp, lão đệ gì chứ? Đây là Hà trưởng quan. Trưởng quan của tôi. Hà trưởng quan, nói thật với anh, lúc nãy không phải tôi không muốn chạy, mà tôi không dám chạy. Sợ tòa án quân sự phía trên. Liên đội chúng tôi nổi tiếng nhát gan, sợ vi phạm quân quy, nên mọi người đều ở lại cùng tôi. Mọi người nghe thấy chưa? Binh lính ai cũng sợ, tướng lĩnh cũng sợ hết một lượt, giống hệt với trưởng quan các cậu. Phải, trưởng quan vậy, phải lắm. Lôi doanh trưởng đúng không? Người các anh cũng tới rồi, chúng tôi cũng giữ vững đức lĩnh thay các anh, coi như tận nghĩa tận tình rồi. Chuyện trong quân đội các anh, chúng tôi sẽ không phiền nữa. Cáo từ. Không tiễn. Rút. Hát đội trưởng, tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Hà trưởng quan, chuyện nên làm chúng tôi làm hết rồi, không có gì phải nói nữa. Bây giờ binh lực ở đức lĩnh yếu kém, rời khỏi các anh, chúng tôi không giữ được đức lĩnh. Có chúng tôi thì cũng không giữ nổi đâu. Chỉ ít người như vậy muốn đối đầu với quân đội chủ lực của Nhật, dùng một câu gọi là ly kỳ lạ lùng. Vì kháng Nhật, hách minh tôi cùng các anh em nguyện ý hy sinh, nhưng như vậy không đồng nghĩa với chúng tôi sẽ hy sinh vô ý nghĩa. Anh cười gì? Anh bao nhiêu tuổi? 25. Sao vậy? Có phải eo anh có vết thương súng bắn không? Sao anh biết? Người dạy anh bắn súng, họ Dư Đại. Suốt cuộc anh là ai? Anh ấy có nói với anh có người anh em 9 năm trước chết ở đường Đức rồi, họ Hà. Anh chính là ba cây súng Hạ Long. Đồng chí Hà Bình An, đồng chí Hách Minh, tôi chưa chết. Tôi báo cáo với anh. Đồng chí Hà Bình An, anh gặp Dư Đại ca rồi sao? Anh ấy rất khỏe. Sức khỏe. Nhưng anh ấy không sống được bao lâu nữa. Anh nói gì? Lần này Dư Đại ca tới đường Đức để thi hành nhiệm vụ đặc biệt. Anh ấy có bệnh nên có thể chết bất cứ lúc nào. Liễu Phân, cô và con hãy lên thuyền đi. Cứ theo dòng mà đi, có thể tới Quý Châu. Tới Quý Châu là an toàn rồi. Bọn giặc tạm thời sẽ không tới đó đâu. Chúng tôi đi rồi, còn anh thì sao? Tôi có chút việc, mau đi đi. Đi càng nhanh càng an toàn. Có phải anh vẫn về đường Đức không? Anh về chỉ có con đường chết. Anh đừng quên mà chúng ta là Hà Bình An đổi bằng mạng sống. Anh không được quay lại. Tôi hiểu. Nhưng tôi có nỗi khổ của tôi. Tôi buộc phải về đường Đức. Tôi biết. Trong lòng của anh vốn không hề có mẹ con chúng tôi. Khỉ con à, chúng ta đi. Chậm thôi. Chú Dư. Tử Dương. Tử Dương, anh làm sao vậy Tử Dương? Chú Dư à. Tử Dương, anh sao vậy? Tử Dương. Từ sáng tới bây giờ vẫn phát điện cho đức lĩnh nhưng không trả lời. Tiếng súng pháo cũng dừng một lúc rồi. Rõ ràng biết không nhìn thấy nhưng vẫn muốn nhìn. Sư trưởng, có cần phái binh tới chi viện đức lĩnh không? Nếu đức lĩnh đã nằm trong tay quân Nhật thì phái binh tăng viện như đưa dê vào miệng hổ. Tôi phái quân trinh thám đi, chưa có ai quay lại. Điện báo cho đức lĩnh tiếp. Ai làm? Tôi hỏi ai làm? Là đoàn trưởng. Đoàn trưởng nói sợ sau khi các anh tới sẽ dùng điện đài thông báo cho quân đội bạn bè ngăn cản anh ta. Như vậy quỷ điện báo rồi. Như vậy mới có thể. Khốn kiếp, bỏ đi. Anh trút giận lên anh ta có ích gì?
Anh ra ngoài đi. Cảm ơn trưởng quan. Cảm ơn trưởng quan. Tôi không tự tay giết hắn không được mà. Bây giờ không phải lúc truy cứu Đặng Phong. Chúng ta chỉ có một ít người như vậy. Việc cấp bách hiện nay là nghĩ cách làm thế nào giữ vững đức lĩnh. Chỉ còn vài người này thôi, còn giữ vững kiểu gì? Chỉ có thể liều mạng với bọn giặc. Chí Dũng, Sĩ Phu, cậu nói lại lần nữa. Được, tôi nói lại lần nữa. Bộ chỉ huy đức lĩnh có 4 trận địa. Dù có mất đi trận địa nào thì quân Nhật có thể xông thẳng vào, một phát lấy được đức lĩnh. Chỉ dựa vào chút người chúng ta muốn đấu với quân chủ lực của quân Nhật thì phải liều mạng. 5 phút. Dù tất cả mọi người liều mạng chết hết rồi thì đức lĩnh cũng chỉ có 5 phút. Tôi nói sai sao? Anh ta nói đúng. Chỉ mấy người chúng ta chắc chắn không giữ được đức lĩnh. Vậy các anh nói đi, phải làm sao? Có lẽ còn có một cơ hội. Hà lão đệ, cậu có cách gì? Cược. Cược à? Cược Hoàng Điền Dũng là người biết đánh trận. Chúng tôi tìm thấy thi thể của Hai Si Bơ Cư và rất nhiều thi thể đội quân Trung Quốc. Chắc là đội quân canh giữ đức lĩnh. Chuyện đã rất rõ ràng rồi. Tối qua quân địch trên đức lĩnh đã trốn thoát.